Nhắc đến bơi lội Việt Nam, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay tới hai cái tên Hoàng Quý Phước của nội dung nam và Nguyễn Thị Ánh Viên của nội dung nữ. Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, tên tuổi của cả hai cũng đã không còn nổi bật như ngày trước. Trong khi Ánh Viên đã giải nghệ và tập trung vào cuộc sống cá nhân, thì Quý Phước cũng đã bước sang tuổi 30. Ngày anh chia tay đường đua xanh, có lẽ không còn xa. Trong bối cảnh như vậy, một cái tên trẻ khác đang dần nổi lên và rất có thể sẽ trở thành huyền thoại mới của làng bơi lội Việt Nam. Đó là Nguyễn Huy Hoàng, chàng trai mệnh danh là giải cá sông Danh, niềm tự hào của mảnh đất Quảng Bình. Trong số 5 của Profile SEA Games 32, hãy cùng Netspot tìm hiểu về chàng trai này nhé! Sơ lược một chút về Nguyễn Huy Hoàng. Anh sinh ngày 10 tháng 7 năm 2000 tại thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sở hữu chiều cao 1m82 và body cũng như khuôn mặt không khác gì người mẫu, sở trường của Huy Hoàng là bơi tự do 800m và anh cũng đã từng giành rất nhiều danh hiệu nhờ sở trường này. Tiêu biểu là huy chương vàng Olympic trẻ 2018, huy chương vàng SEA Games 31. Ngoài ra, vận động viên 23 tuổi còn giành rất nhiều thành tích ở các nội dung bị coi là trái giò như huy chương bạc bơi tự do 1.500m tại SEA Games 30, huy chương vàng bơi tự do 1.500m tại SEA Games 31 hay huy chương bạc bơi tự do 1.500m tại ASEAN 2018. Sinh ra tại vùng miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tuổi thơ của Huy Hoàng gắn bó với con sông Danh, cần kiếm cơm của người dân nơi đây với nghề đánh bắt tôm cá, nhưng cũng là nơi có thể nuốt chửng bất kỳ ai vào mùa nước lũ. Đặc biệt, huyện Tuyên Hóa lại là cái rốn lũ của tỉnh Quảng Bình, khi gần như hàng năm, cứ vào mùa mưa, nước lại ngập tới nóc nhà. Có lẽ cũng vì những năm tháng cơ cực chạy lũ, cậu bé Huy Hoàng năm nào đã trở thành một kinh ngư nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Ngay từ khi còn nhỏ, Huy Hoàng đã sớm bộc lộ năng khiếu bơi lội của mình. Năm 11 tuổi, khi đang còn là học sinh tiểu học Tiến Hóa, Nguyễn Huy Hoàng đã tham gia hội khỏe phù đồng tỉnh và sau đó đã được tuyển chọn vào đội năng khiếu của tỉnh, được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình. Trước khi được tuyển chọn để huấn luyện bài bản, Hoàng chỉ tập bơi trên chính con sông Danh gần nhà. Theo Hoàng, với những đứa trẻ sinh ra ở những vùng sông nước, việc biết bơi giống như một kỹ năng sống vậy. Vì thế, ngoài giờ học, Hoàng cùng các bạn thường tự đi bơi, chứ không có một người thầy huấn luyện bài bản hay qua một trung tâm nào hết. Bên cạnh việc thích bơi lội, Huy Hoàng cũng rất được bố mẹ ủng hộ đi theo con đường trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, là con út, lại thích bơi, nên bố hay cho Hoàng theo sau trong những lần vớt rong về làm thức ăn cho đàn cá chấm. Thấy Hoàng có đam mê nên gia đình rất ủng hộ. Hồi lớp 5, đang trong kỳ nghỉ hè, các chuyên gia bơi lội về địa phương tuyển. Hoàng được chọn đi học rồi tập luyện luôn và sau đó là dấu mốc để tạo nên nickname giải cá sông Danh sau này. 2 năm sau khi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình, Hoàng được lựa chọn để đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia ở Cần Thơ. Dẫu vậy, đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với một cậu nhóc 13 tuổi ngày đó. Dù mới chỉ 13 tuổi, nhưng Hoàng đã phải làm quen với cuộc sống xa gia đình, không có bạn bè, quanh năm suốt tháng chỉ làm quen với ăn, ngủ, bơi và học văn hóa. Lúc đó, Hoàng chưa phải là chàng trai cao to, vạm vỡ như bây giờ, mà chỉ là một cậu nhóc thấp bé nhẹ cân nên cậu thường xuyên phải tập luyện gấp đôi, gấp 3 lần người khác. Thậm chí, đã có lúc Hoàng bị khủng hoảng tinh thần bởi việc tập luyện quá căng thẳng với cậu. Nhưng rồi, thành quả cuối cùng đã tới. Năm 2013, Huy Hoàng đã giành được tấm huy chương vàng ở giải vô địch trẻ quốc gia khi mới 13 tuổi. Với thành tích này, anh được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia. Đến năm 2015, tên tuổi của Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu nổi danh ở khu vực Đông Nam Á. Tại giải vô địch các nhóm trẻ bơi lội Đông Nam Á, anh trở thành hiện tượng khi giành được 5 huy chương vàng ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bướm, 200m bơi sải và tiếp sức 4x100m. Ngoài ra, anh còn phá kỷ lục lứa tuổi ở các nội dung 200m bướm, 400m tự do và 1.500m tự do. Sau đó, vào năm 2016, Huy Hoàng đã giành được huy chương vàng ở nội dung 1.500m, phá vỡ thế thống trị quốc gia của đàn anh Lâm Nhật Quang. Nhưng khi thành quả càng đến nhiều, sự kỳ vọng dành cho Hoàng càng trở nên lớn hơn và khi đó, cường độ tập luyện cũng càng trở nên căng thẳng hơn. Hoàng từng chia sẻ, ngày nào cậu cũng tập 4 tiếng buổi sáng, 4 tiếng buổi chiều, dù kiệt sức nhưng vẫn có bài tập cường độ cao. Mỗi ngày, Hoàng có thể bơi tới 20km, tức là 400 lượt trên bể bơi 50m. Những khoảng thời gian đó khiến Hoàng một lần nữa bị suy sụp tinh thần, nhưng nghĩ tới gia đình, cậu lại cố gắng vực dậy để tiếp tục tập luyện. Và rồi, sự nỗ lực đó đã dần được đền đáp. Năm 2017,
Khi mới 17 tuổi, Huy Hoàng được chọn để tham dự SEA Games 29, được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đối với một vận động viên trẻ của Việt Nam, được tham dự SEA Games là cả một niềm ao ước, bởi đây là một sân chơi hội tụ những vận động viên xuất sắc nhất của cả Đông Nam Á, là bước đà hoàn hảo để giúp cho Hoàng và nhiều vận động viên trẻ có thể tiến xa trên đấu trường quốc tế. Và không phụ sự kỳ vọng của khán giả cũng như ban huấn luyện, Huy Hoàng đã giành tấm huy chương vàng nội dung 1500m tự do nam. Thậm chí, vận động viên này cũng phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20. Bên cạnh đó, anh cũng giành thêm một tấm huy chương bạc nội dung bơi tiếp xúc 4x200m tự do dành cho nam. Đó là cả một sự khởi đầu thành công ngoài mong đợi của kình ngư sinh năm 2000 này tại đấu trường SEA Games. Và cũng từ đó, cái biệt danh giải cá sông danh đã được ra đời, dù sông danh chưa từng có sự xuất hiện của giải cá. Tiếp đà thành công của năm 2017, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác là đấu trường Thế vận hội châu Á 2018 và Olympic trẻ 2018. Tại ASEAN 2018, Hoàng đã giành được một huy chương bạc nội dung 1500m tự do và một huy chương đồng nội dung 800m tự do, trở thành vận động viên bơi đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở đại hội này. Đặc biệt, vận động viên sinh năm 2000 đã giành được tấm huy chương vàng nội dung 800m tự do tại Thế vận hội trẻ 2018 được tổ chức tại Argentina. Đến đấu trường SEA Games 30 năm 2019, anh tiếp tục giành cú đúp huy chương vàng ở cự ly 400m tự do và 1500m tự do, đồng thời phá sâu kỷ lục ở cả hai nội dung. Đồng thời, thành tích này cũng giúp cho Hoàng đạt chuẩn A tham dự Olympic 2020 ở nội dung 1500m tự do nam. Trước đó, anh cũng đã đạt chuẩn A ở nội dung 800m tự do. Bên cạnh đó, kình ngư này còn giành được thêm một tấm huy chương bạc nội dung 4x200m tự do tại kỳ đại hội năm đó. Mặc dù ở Olympic Tokyo 2021, Hoàng không giành được thành tích cao, nhưng đối với một vận động viên khi đó mới chỉ 21 tuổi, việc tham gia đấu trường này là một trải nghiệm cực kỳ quý giá, Hoàng đã từng chia sẻ. Khi thi đấu ở đấu trường Olympic, nhìn các vận động viên nước bạn to cao quá, khiến em cũng cảm thấy run. Tuy nhiên, trong nỗi sợ đó, em tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể chiến thắng được chính bản thân mình. Đấu trường Olympic cũng đã cho em rất nhiều bài học quý giá từ phong cách thi, những kỹ thuật đỉnh cao, đến từ các vận động viên nổi tiếng nước khác. Cũng trong năm đó, Huy Hoàng đã được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2021. SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, đánh dấu một kỳ đại hội thành công nhất trong sự nghiệp của vận động viên này khi anh đã giành tới 5 huy chương vàng ở 5 nội dung 200m bơi bướm, 400m bơi tự do, 800m bơi tự do, 1500m bơi tự do và nội dung 4x200m bơi tự do nam. Bên cạnh đó, Huy Hoàng cùng các đồng đội là Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên và huyền thoại Hoàng Quý Phước đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 4x200m với thời gian là 7 phút 16 giây 31. Anh cũng được bầu chọn là một trong 4 vận động viên xuất sắc nhất tại giải đấu năm đó. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, không một vận động viên bơi lội nào đạt được thành tích tốt hơn Nguyễn Huy Hoàng. Hy vọng rằng chàng trai trẻ người Quảng Bình sẽ viết tiếp những chương sử cho nền bơi lội Việt Nam với những tấm huy chương, những kỷ lục bị phá vỡ tại các giải đấu sắp tới. Trước mắt chính là kỳ SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây, để xứng danh là giải cá sông danh, trở thành niềm tự hào của mảnh đất Quảng Bình. Các bạn thấy series Profile SEA Games 32 của chúng tôi như thế nào ạ? Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share bài viết cũng như follow, subscribe kênh Facebook và YouTube của chúng tôi để được tìm hiểu thêm những cái tên tiêu biểu của nền thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.